Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và
Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thiên thần Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Phần con đây nhờ sống công minh chính trực nên sẽ được trông thấy mặt Ngài khi thức giấc được thọ tình chiêm ngưỡng thánh nhạc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ 15 thường niên. Hiệp dâng thánh lễ này, trước hết chúng ta cùng với cộng đoàn xin cầu nguyện cho một gia đình tạ ơn. Xin cho gia đình chuyến đi hành hương được mọi sự bình an vui vẻ. Xin cho ca sanh nở được mọi sự bình an. Xin cho mẹ và bé được mạnh khỏe. Cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Hiền, linh hồn Phêrô Francisco Xavier và linh hồn Tiên Nhân. Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn trở nên những người rao giảng tin mừng cho Chúa, như lời Chúa ngày hôm nay mời gọi. Xin cho chúng ta luôn được ý thức điều đó để chúng ta trở nên những người tông đồ như Chúa mong muốn. Giờ đây, để của lễ chúng ta dâng được đẹp lòng Chúa, chúng ta cùng nhìn nhận tội lỗi và thiếu sót để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ đường trở về neo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biên chân mọi điều bưng xưng và theo đuổi những gì tin hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ được Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia vị tư tế ở Bethel nói cùng Amos rằng: Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Juda sinh sống và nói tiên tri ở đó, chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bethel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc. Amos trả lời cùng Amasia rằng: Tôi không phải tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn chiên đi hái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta. Đó là lời Chúa.
tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán truyền, vì lời Chúa truyền là lời chúc bình an. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho những ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Sẽ cùng là công lý đẹp duyên, tin nghĩa mong lên nơi đất này, công lý nhìn xuống từ trời cao, nguyện thương con lạy Chúa xin cứu độ và tha thứ. Đất đầy tràn hoa trái ngọt thơm, công lý là đi trước mặt người, mở lối đường cho người đặt chân, tội con dân người tha thứ, mọi lỗi lầm người cùng xóa lớp. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời trong Đức Kitô, như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương chiếu theo thánh ý Ngài. Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm quân Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Trong Ngài chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng trong Người mà chúng ta được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là đấng tác thành mọi sự, theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài. Chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Kitô trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật, là tin mừng cứu rỗi anh em. Anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần như đã hứa, Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc và được ca ngợi vinh quang Ngài. Đó là lời Chúa. Amen, Chúa. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế và người truyền cho các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con cũng không nghe lời các con thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, thiếu nhi chúng con thân mến, chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất trích sách Amos chương thứ 7 nói về ơn gọi và sứ mạng của ngôn sứ. Trước hết, cái ơn gọi này phải xác định rằng là do Thiên Chúa chọn, chứ không phải là do ông Amos tự nguyện. Và đây cũng không phải là sáng kiến, kế hoạch của cá nhân Amos, mà là lời mời gọi trực tiếp. Chúng ta nghe Amos trần tình: tôi không phải là tiên tri, cũng không phải con của tiên tri, tôi là một người chăn súc vật. Chúa đã bắt tôi khi tôi đi theo đoàn vật, và Chúa bảo, ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta. Và kế đó là cái gì? Kế đó là cái ơn gọi này bị dân chế giễu, nghĩa là không gặp thuận lợi từ phía những người chung quanh ủng hộ. Như lời Amasya nói với Amos: hỡi nhà tiên tri, hãy trốn sang đất Giuđa mà kiếm ăn và nói tiên tri, đừng ở Bethel mà tiếp tục nói tiên tri nữa. Thưa anh chị em, chúng con thiếu nhi nghe đoạn bài đọc lời Chúa, bài đọc một nói cho chúng ta thấy cảnh thê thảm của người được sai đi. Tóm lại là ơn gọi và sứ mạng của Amos bị khinh khi, chế giễu, tẩy chay, nghĩa là gặp những người không ủng hộ mà nói những điều đầy khinh khi. Chúng ta trở lại tin mừng. Chúa Giêsu chỉ thị cho các tông đồ không được mang gì đi được, trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bì, đồng tiền để dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Cái thân phận của người được sai đi nó bọt bèo như vậy. Cái người mà được sai đi làm chứng cho Chúa nó đơn giản như vậy. Và ta cảm thấy một điều gì? Ta cảm thấy người được sai đi mà nói một theo cái ngôn ngữ của chúng ta chết chắc, vì chẳng có cái gì để mà phòng thân, chẳng có cái gì để mà mình cậy dựa. Vậy thì phải chăng Chúa Giêsu cổ võ cho một giáo hội nghèo nàn, cái tối thiểu cần thiết cũng không được mang theo, nghĩa là làm sao? Thoạt đầu
Khi ta nghe những lời ấy, chắc chắn ông bà anh chị em, ai trong chúng ta cũng cảm thấy khó chịu, cảm thấy sốc. Công tác với Chúa mà Chúa nói như thế thì cảm thấy nó thà ở nhà thích hơn. Bởi vì con người của chúng ta đi đâu nó cũng cần một số vật chất cho cuộc sống, mà mình cảm thấy rằng là đó là một cái chỗ dựa tạm thời cho mình. Tiền bạc, trang sức, lương thực, giày dép, quần áo để lo cho cái sự sống này chứ. Bây giờ là phải từ bỏ. Thưa ông bà anh chị em, e ngại. Vậy thì ta có thể đặt một câu hỏi: Chúa muốn gì đây? Bởi vì ngày hôm nay nhiều người Kitô hữu, ngay cả các linh mục được sai đi đến nơi mà chủ chăng muốn đến, nhiều vị cũng thoái thác lắm. Xem ở chỗ đó nhà có chưa, đất có chưa, nhà thờ xây xong chưa, lớn hay bé, cơ sở thế nào, dân chúng nghèo hay giàu, đều là một đòi hỏi tự nhiên của con người. Và ai cũng cảm thấy rằng nơi nào mà nghèo ấy là mà cảm thấy bất an. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào con đường hẹp như Chúa muốn. Để làm cái gì? Thưa là để là mình không có cậy dựa vào cái vật chất đó, nó làm cho mình phải phân tâm, mà chỉ biết cậy dựa vào Thiên Chúa mà thôi. Của cái là cần thiết, vật chất là cần thiết, nhưng mà nó cũng là một con dao hai lưỡi vô tình, làm cho người được sai đi ấy nó không đặt Chúa là trọng tâm của đời mình. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ý thức được vai trò của người tông đồ, mà chúng ta quen gọi là truyền giáo. Mà cũng rất tiếc thú thật với ông bà anh chị em, nhiều người Kitô hữu ngày hôm nay không biết truyền giáo là cái gì. Và khi nghe bắt mình đi truyền giáo, mình cảm thấy lúng túng, mình phải làm gì đây? Là bởi vì từ xưa tới giờ ở trong một cái bầu khí sứ đạo như thế này, mình đâu có thấy được rằng mình phải đi truyền giáo. Ở trong một sứ đạo thế này, mình chỉ biết đi lễ nhà thờ, xin hòa các hội đoàn, rồi năm nào cũng được rước lễ lần đầu, năm nào cũng được thêm sức, năm nào cũng được tuyên xưng vào đời, vâng vâng. Cho nên mình không cảm nhận được cái truyền giáo. Năm vừa rồi tại miền Tây có cái khoảng thời gian là thiếu nước sạch để mà sinh hoạt. Và giáo xứ của chúng ta là một trong những giáo xứ đi đến đấy để mà chia sẻ cho anh chị em lương dân cái điều mà họ cần thiết. Và chính cái sự chia sẻ này không phải là chúng ta giàu có, mà chúng ta chia bớt cái mà chúng ta đang có, mặc dù chưa đủ, và cùng nhau góp tay chung sức để mà đem cái nguồn gọi là nguồn nước sạch đến cho dân ở đấy. Đó là một hình thức truyền giáo. Và giáo xứ của chúng ta là một trong những giáo xứ đi hàng đầu về chuyện này. Giờ cha hỏi thứ gì như làm như thế có tốt không? Tốt không? Tốt. Không chỉ chúng ta cầu nguyện cho việc truyền giáo, mà mỗi người chúng ta phải ý thức. Thiếu nhi chúng con có thể không có thể làm được, nhưng mà chúng con có thể góp một chút gì đó, 1.000 cũng được, để cho cha
Gioan, cha xứ của chúng ta làm việc đấy. Và ông bạn chị em người lớn của chúng ta cũng có thể làm được. Cho nên nhiều người Kitô hữu ngày hôm nay lúng túng trong công việc vấn đề truyền giáo, không biết làm cái gì. Thế nhưng mà dù chúng ta chưa biết, và chúng ta cứ nghĩ rằng những cái việc này là do các cha, các thầy, các sơ, những người đi tu mà nó làm việc này, không phải. Tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa, thì chúng ta phải có bổn phận được sai đi. Mà sai đi trong tinh thần được của Chúa Giêsu ngày hôm nay, để chúng ta thấy học hỏi. Không phải là chúng ta bị ghét bỏ, không phải là chúng ta bị đì, không phải là chúng ta không quen biết nên chúng ta phải bị vào những cái nơi nghèo khổ ấy. Tất cả đều là ơn gọi của Chúa. Ông Amos trong bài đọc thứ nhất, ông là người chăn chiên thôi, chăn dê ngoài đồng thôi. Hôm nay Chúa sai ông đi. Mặc dù bị cà khịa đủ thứ chuyện hết, nhưng mà ông vẫn khẳng định đây là việc của Chúa sai ông. Ông hãnh diện chuyện đó. Hà cớ gì chúng ta phải rụt rè, chúng ta ở trong một cái môi trường này nhiều khi chúng ta cứ an phận, và chúng ta có những suy nghĩ sai lạc. Cho nên thưa ông bà anh chị em, chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta phải ý thức mình được sai đi. Thứ hai, Chúa sai chúng ta đến trong một thế giới và mang trên mình không phải là vật chất, mà mang trên mình những nhân đức tốt lành. Có như thế công việc của chúng ta mới mang lại cái kết quả, không phải là tiền bạc, mà chính cái cuộc sống của mình nói lên cái đời sống chúng ta ấy. Cho nên thưa ông bà anh chị em, chia sẻ với ông bà anh chị em một chút cái vấn đề này thôi. 60 năm nay tại Việt Nam mình, con số vẫn là con số không có phát triển về truyền giáo. Mặc dù rửa tội nhiều, thêm sức nhiều, nhưng mà con số 7% vẫn là 7%. 60 năm nay rồi. Chúng ta cầu xin Chúa qua lời Chúa ngày hôm nay cho mỗi người chúng ta ý thức được việc rao giảng lời Chúa, việc đem tin mừng của Chúa đến cho người khác, việc được sai đi vào cánh đồng truyền giáo của Chúa luôn luôn là một sự thúc bách và luôn luôn là một ơn gọi quan trọng. Không phải là người khác cần mình mà thôi, mà Chúa cần mỗi người chúng ta đi vào con đường đó và đến với những người chưa nhận biết Chúa. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Thank you.
Anh chị em thân mến, qua bí tích rửa tội, Chúa mời gọi chúng ta cộng tác vào sứ mạng cứu độ của Chúa. Tình yêu Chúa muốn mặc cho chúng ta phẩm giá tông độ cao quý, dù chúng ta bất xứng. Chúng ta cảm tạ Chúa và xin cho được chu toàn sứ mạng Chúa trao. Các ông sức giàu chữa lành nhiều bệnh nhân, xin cho các linh mục biết noi gương Chúa Kitô, yêu thương, chăm sóc các bệnh nhân, để họ cảm nhận được tình yêu và sự ân cần của Chúa qua các ngài. Người truyền cho các ông đi đường đừng mang gì, xin cho các nhà truyền giáo vững tin vào quyền năng và tình thương của Chúa để thân thoát với mọi giá trị trần gian, một đời chung kiên phục sự Chúa và chăm lo phần rồi cho mọi người. Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta để nên thánh. Xin cho các cha mẹ công giáo nhiệt thành sống lời Chúa, yêu mến thánh thể và tập luyện nhân đức, để đời sống thánh thiện của họ lưu truyền những giá trị đức tin cho con cái. Để phúc âm hoán tha nhân, chúng ta phải được tin mừng hoán cải trước. Xin cho chúng ta biết mở lòng đón Chúa vào tâm hồn, sống tình bạn thân thiết với Chúa Giêsu, để có thể đưa nhiều người đến gặp Chúa và ở lại trong tình yêu của người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không chỉ lo trang điểm vẻ đẹp thân xác mà còn biết trao dồi nhân đức cho tâm hồn, để chúng con ngày càng trở nên sự hiện thân sống động của Chúa giữa lòng đời. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, hồi thân Chúa thần tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này, xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ông bộ dường, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
thầy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thường là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nương trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chung tùng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Ôi ngợi ngợi Chúa là Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thứ ngay sau bữa ăn, tôi Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Gioan chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy đường vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ,
các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khiến chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thần Chúa đang ở trong bí tích thánh thể. Chúa là Thiên Chúa thật và là người thần, đã trở nên thần lương nuôi sống chúng con trên đường về quê trời. Chúa muốn ở trong con và con cùng ước ao rương Chúa vào lòng, để đường ở lại trong Chúa. Nhưng con biết mình còn nhiều tội lỗi, chẳng đáng Chúa đến thăm. Xin Chúa thấy sạch tấm lòng con,
để con nên trong trăng. Xin Chúa mở rộng hồn con, để con đừng từ chối Chúa điều gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm. Xin Chúa mau đến với con. Lạy Mẹ Maria và Thánh Ca Giuse, xin giúp con dọn mình xứng đáng đón rước Chúa Giêsu. Amen. Cho nhau những tình thương sớm
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bi tín này đường hướng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ được Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Anh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.